Rồi tiếp theo. Một thử thách nữa. Thử thách này sẽ được 10 điểm nếu làm đúng ạ. 2.178 cộng 51.772 và trừ cho 44.282 ạ. Nào, đối với biểu thức mà có phép cộng, phép trừ thì chúng mình sẽ thực hiện từ bên nào sang bên nào? Ai còn nhớ không? Đối với biểu thức mà chứa phép cộng và phép trừ thì sẽ thực hiện từ bên nào sang bên nào? Cô mời Khương Duy. Cô ơi, nên tôi cô là đối với biểu thức có cả phép cộng với phép trừ thì thực hiện phép tính từ trái sang phải ạ. Cô. Rất tốt, chúng mình sẽ thực hiện phép tính lần lượt từ bên trái sang bên phải. Dạ, cô đây ạ. Sao cơ? Không có gì em nhỉ. Trừ được nhá con nhá. Không sai đề đâu. Phép tính này đúng 10 điểm. Riêng đối với Hoàng Long không nhắn được vào ô chat thì cần trình bày rõ ràng ra nhá bạn. Xong cổ. Cô đã nhận được kết quả. Kinh nhở, lớp mình một số bạn tính siêu phết. Tính đúng đây này. Công Huân tính lại đi Công Huân. Kết quả ra số có 4 chữ số thôi. Em đúng không cô? Chưa biết ạ. À đây từ từ nào. Cô cộng điểm cô. Chưa tí nó có cộng điểm cùng cả lớp chứ. Ngọc Diệp Em nhắn rồi tính lại. cô xem Cô biết cho rồi ạ. cô. Ngọc Ngọc Diệp tính lại. Gia Hân tính lại ạ. Anh Gia Hân à, Gia Hưng, cô còn chưa nhận được kết quả của Gia Hưng từ lúc nãy đâu nhá, Ôi không thấy nhớ gửi kết quả gì. con. Công Huân tính Con lại, đang cô Hương tỉnh bảo à? rồi mà, cô Hương vừa bảo Công Huân tính lại này, Gia Hân tính lại này. Anh Dũng tên là anh Dũng hay anh Dũng đấy? Hôm nay Dũng đổi tên à Dũng ơi? Ừ, đúng. Anh đúng. Con biết vì sao con sai rồi, tại vì 51.772 cộng với số hộ chiếu thứ hai. Thế là con viết thành Em lại 5.177. tính nhầm ra là thằng sáu. Thế thì phải tính cẩn thận chứ. Cô Ừ, còn đã nhận xong được kết rồi. quả của Công Huân, Quốc Huy, Gia Hân rồi này. Các bạn khác cố lên. Bảo Trâm, Dạ Khương Duy, Gia Hưng, Mai An. Cô cộng điểm đi Cô cô. Nhắn rồi mà cô. à, ừ nhỉ. Cô Bọn mình xem sẽ em được chưa?
Nào, tất cả những bạn mà bật mic tự do cô sẽ không cộng Chán điểm luôn đâu mà ạ. cô. Bạn nào không thấy thì cô sẽ bạn nào cô còn không thấy thì cô sẽ đọc tên, rồi bạn nào thấy nhắn rồi thì cô sẽ không đọc tên nữa. Hương Duy tính lại đi con. À, Mai An nhắn rồi đúng không? Hồng Giang nhắn rồi. Mày Bảo Trâm xong chưa? Anh Dũng sao lại tắt mic thế con? À, tắt cam thế con. À, bây giờ cô Hường xin mời một bạn thực hiện đức tính giúp cô Hường nhé. Cô mời Hồng Giang nào. con đã có giọng cam tính Ừ. 21.721 à 2.178 cộng 51.722 bằng Con cứ nói đi. 53.950 ạ. 53.950 50. rồi. Trừ đi. Trừ đi 242 ạ. Ừ, thế bây giờ làm như thế nào? Mình 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhớ 1, 5 không trừ được 8 lấy 10, 5 trừ 8 bằng 7 nhớ 1 là còn 6 ạ. Ừ. 9 trừ 2 bằng 7 nhớ 1 là còn 6. 13 trừ 3 không trừ được 9 lấy 13 trừ 4 bằng 9 nhớ 1. 5 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0 ạ. Kết Rồi. quả 9.668. Rồi, cô cảm ơn con và kết quả ra 9.688 đúng không? Rồi, cô Hường cộng điểm 10 điểm cho những 968. 9.668. Thế cô đọc cái 88 của. Thế à? Rồi, 10 điểm cho Hồng Giang, Long Vũ, Mai An, Anh Dũng, Quốc Huy, Công Huân, Gia Hân, Ngọc Diệp. Bạn Hoàng Long dơ vợ nháp lên nào. Biết thế phải gọi Cô Hoàng ơi, Long dơ cô ngay từ từ đầu. nãy đến giờ là 20 điểm rồi đúng không cô? Cô cho bạn Tao không rõ 5G nữa. viết viết ở viết sờ viết giờ Cô lên Hường lên. sẽ trừ mỗi bạn 5 điểm. Đó là anh Dũng và Công Huân ạ. Bởi vì bật mic tự do rất nhiều lần. Vậy là câu vừa rồi các con được 5 điểm thôi ạ. Đâu, Hoàng Long dơ gần vào đi. Chưa đúng rồi. Chưa đúng rồi. Con biết sai ở đâu chưa? Hoàng Long biết mình sai ở đâu chưa? Có sai ở phần cộng vào sao ấy? Ừ. Rồi cô Hường kiểm tra một chút vậy thôi để chúng mình nhớ lại cái phần phép trừ, phép cộng hai số. Các số có 5 chữ số với nhau. Bây giờ chúng mình cùng đến với bài ngày hôm nay nào. Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. Thế thì mặc dù là số chữ số nhiều hơn đúng không? Nhân số có 2 chữ số này, 3, 4, bây giờ là 5. Vậy thì theo các con, quy tắc chung khi các con thực hiện nhân các số, thực hiện phép nhân là gì nhỉ? Quy tắc chung khi các con thực hiện phép nhân là gì nhỉ? Chúng mình sẽ thực hiện từ bên nào sang bên nào và làm như thế nào? Cô mời bạn, một bạn nêu lại cho cô Hường quy tắc chung của các phép nhân nào. Cô mời bạn Khương Duy. Em nói cô là đầu tiên thì tính từ bên phải sang bên trái ạ. Tính từ bên phải sang bên trái. À, rồi. Tiếp theo, cô mời bạn. Một bạn nhắc lại, cô mời bạn Gia Hân nào. Cho cô Hường biết thì theo con quy tắc chung của phép nhân là gì? Thưa cô là đặt tính từ bên phải sang bên trái ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Hầu hết các phép nhân đều có một quy tắc chung. Đầu tiên là phải đặt tính thẳng hàng đúng không? Không thẳng hàng thì liệu có nhân đúng được không?
không, đúng không? Và các con lưu ý này, cái phần đặt tính thẳng hàng này cực kỳ quan trọng luôn. Phần đặt tính thẳng hàng này cực kỳ quan trọng luôn. Về sau các con lên lớp 4 Cái gì? nhá, nhân 2 chữ số với 2 chữ Cô số. còn ghi vào mẫu cô. 3 chữ có, nhân 3 chữ số với 3 chữ số nhá. Nhiều anh chị nhá, quên không đặt tính thẳng hàng, phép tính sai luôn, không như lớp 3 của chúng mình là nhân với số có một chữ số đâu. Thế nên Em là biết phép tính. Ôi. cái việc đặt công huân trừ tiếp 5 điểm ạ. Cái việc đặt tính thẳng hàng rất là quan trọng, nhớ chưa? Không bật mic nói tự do con. Rồi bây giờ cô Hường xin mời các con viết phép nhân này vào trong vở giúp cô Hường nào. Bây giờ bạn nào đã biết nhân 2 chữ số rồi, Công Huân biết nhân rồi đúng không? Công Huân và Long Vũ biết nhân rồi. Đúng không? Công Huân đúng không? Ai dạy con đấy? Ai dạy? Hay Ồ, siêu nhỉ. Long Vũ cũng biết nhân luôn rồi. hả? Ừ, siêu thế. Lớp mình đoạn mà học siêu cao thủ. Rồi, thế nhưng mà xin mời các siêu cao thủ viết cho cô Hường phép nhân này vào vở nào. 14.273 nhân 3. Cô Hường mời bạn Ngọc Diệp thực hiện nhân giúp cô. Cô 1.427 14.273 nhân 3 A nhân 3 bằng 9 viết 9 3 nhân 7 bằng 21 1 nhớ 2 3 nhân 2 bằng 6 6 nhớ 2 bằng 8 viết 8 3 nhân 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1 3 nhân 1 bằng 3 3 nhớ thêm 1 bằng 4 viết 4 ạ. Rồi. Rồi cô cảm ơn con. Cô xin mời bọn bạn thực hiện lại giúp cô Hường nào. Cô mời Gia Hưng. Con thưa cô, 3 x 3 bằng 9 viết 9, 7 x 3 bằng 21 viết 1 nhớ 2, 2 x 3 bằng 6, 6 + 2 bằng 8 viết 8, 4 x 3 bằng, để con tính nữa cô, bằng 12 ghi 2 nhớ 1 ạ. Còn 1 nhân 3 bằng 3 nhớ 1 bằng 4. Cô cảm ơn con rất tốt. Tiếp theo, cô mời Gia Hân thực hiện tính lại giúp cô. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 thêm 2 bằng 8 viết 8 3 nhân 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1 3 nhân 1 bằng 3. Rồi, cô cảm ơn con. Ô, không nhớ một vào hả con? Thêm 1 3 nhân. bằng 4 ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Vậy thì lưu ý ở đây các con lưu ý nhá. Cô biết là lớp mình các bạn nhân đã rất là tốt rồi. Thế tuy nhiên là có thể thỉnh thoảng mình cũng bị hay quên hay đãng trí đúng không? Có thể là cô Hường cũng thế thôi. Thỉnh thoảng mình sẽ bị hay bị quên này. Mình quên là mình không nhớ. Ví dụ như lúc nãy Gia Hân đúng không? 3 nhân 4 là 12, 3 nhân 1 bằng 3. Nhưng mà mình quên không có nhớ số 1 để vào. Thế nên là chúng mình phải nhân thực sự cẩn thận giúp cô Hường nhá. Phép nhân nào có nhớ thì các con phải nhớ vào cột đằng trước, nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng mình sẽ lấy vở ô ly. Các con ghi cho cô Hường ví dụ 2. Ghi giúp cô Hường ví dụ 2 vào vở nào. Là lúc nãy có cần phải ghi vào vở không cô?
Có chứ, cô Hường nhắc ngay từ đầu rồi mà. Lúc nãy là ví dụ 1, còn bây giờ là ví dụ 2. Nào, ví dụ 2, đọc đề bài giúp cô Hường, mời Bảo Trâm. Con đưa cô con đọc ví dụ 2 tìm x biết hay. Rồi, tìm x biết, đọc cho cô Hường phần A. Mời anh Dũng. Cô là x chia 4 bằng 10.572 ạ. Vâng. X chia 4 bằng 10.572. Bây giờ một bạn cho cô Hường biết nào. X ở đây đóng vai trò là gì? Mời Quốc Huy. Con là cô, x ở đây đóng vai trò là số bị chia. À, số bị chia. Tiếp theo. 4 ở đây Số là gì 4 ạ? đóng vai trò là số chia. Rồi, 10.572. Con là cô đóng nó đóng vai trò là thương ạ. Rồi, thế bây giờ cô ghi cho cô Hường biết, muốn tìm số bị chia, ta làm như thế nào? Con là cô muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. À, thương nhân với số chia. Rồi, cô cảm ơn Quốc Huy. Cô mời bảo bạn nhắc lại giúp cô Hường nào. Mời Hoàng Long cho cô biết muốn tìm số bị chia ta làm như thế nào. Em thương khổ, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân số chia Rồi, và cảm ơn siêu nhân. suy. Cảm ơn siêu nhân Gao Long. Rồi, bây giờ cô Hường xin mời các con trình bày giúp cô Hường phần tìm x này vào vở nào. Các con có cần cô hướng dẫn phần trình bày ở đây không? Có cần cô hướng dẫn lại cách trình bày không? Không đâu cô. Ừ. Cô cứ viết ở đây nhá. X bằng. Đó. Cô Các con nhắn viết vào kết cho quả. cô. Đúng rồi. Xong thì nhắn kết quả vào ô chat cho cô nhá. Đúng thì lại được 5 điểm ạ. Hôm nay là Cô bội nhắn thu gửi điểm luôn đúng không? Ơi. con nhắn gửi mà. Ừ, khen Duy. Nhưng mà Duy trình bày vào vở chưa? Long Vũ trình bày vào vở chưa? Dạ em trình bày rồi ạ. Ừ, nhanh thế. Ngọc Diệp, Mai Không An, trình bày Gia rồi. Hưng trình bày. Trình bày vào vở đi con. Bảo Trâm nữa, nhanh lên. Không, chưa thấy anh Dũng gửi kết quả nhỉ? Con trình bày vào vở rồi mà cô. Ừ. Em nhắn rồi mà cô. Có thế á? À ừ đây. Nó cứ bị nhảy ý, nên là cô không có nhận được. Cô Hường đợi nhá. Còn Bảo Trâm này. Mai An này. Công. Công An gửi rồi. Gia Hưng. Gia Văn Hưng ơi. Giờ Hưng viết vào vở đi. Cô xem em có xem được chưa cô? Em nhắn. Vẫn chưa được luôn. À, Hoàng Long ơi, Hoàng Long thử ao ra xong vào lại đi, biết đâu lại được. Tại vì là chỉ có mỗi Hoàng Long là cô không nhận được tin nhắn thôi. Bye. Ok, nào, chốt đáp án nha, chốt nha. Nào, quý vị ơi, quý vị nhanh tay gửi kết quả cho cô nào. Còn 10 giây, à nhầm, còn 30 giây. Ai không nhanh là không được điểm. Xin mời quý vị và các bạn nhanh chóng gửi kết quả. Cô Hường xin mời Ngọc Diệp thực hiện tính giúp cô Hường nào. Cô được chưa cô? X Ờ, từ từ bằng bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Yeah, được rồi. con được cô x bằng 10.572 nhân 4 ạ. 572 nhân 4 bằng.
bằng 42.000 Nghìn. không 42.288 ạ. Rồi, cảm ơn con. Cô Hường tặng 5 điểm cho những bạn sau. Chuẩn bị ghi điểm vào ô chat, à, điểm vào vở này. Khương Duy, Long Vũ, Ngọc Diệp, Anh Dũng, Công Huân, Hồng Giang, Gia Hưng, Hoàng Long, Mai An, Quốc Huy và Gia Hân. Và sao Gia Hân gửi kết quả sớm hơn nhé. Bảo Trâm làm được câu này không Bảo Trâm? Bảo Trâm làm xong câu này chưa? Bảo Trâm ơi. Chưa. Con chưa hiểu phần nào nhỉ? Bảo Trâm ơi, con chưa hiểu phần nào ở đây mà sao làm mãi chưa xong? Ơi, nào, ok, nào phép tính số 2. Một bạn đọc cho cô Hường phần B nào. Mời Hồng Giang. Con được cô cho con đọc x chia 6 bằng 72 7 7.254 cộng 5.438 ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Thế theo bây giờ cô Hường hỏi là đối với cái phần tìm x này thì chúng mình sẽ làm cái gì đầu tiên nhỉ? Cô mời anh Dũng nhỉ? Em được cô là làm phép cộng trước ạ. À, là phép cộng trước đúng không? Và giữ nguyên cái gì? Và giữ nguyên x chia 6 chưa biết ạ. À, đúng rồi. Cảm ơn anh Dũng. Và để bảo anh Dũng đã gợi ý cho chúng mình cách làm rồi đấy. Đầu tiên là mình giữ nguyên cái x chia 6 Ơi, đúng cô cho không? em hỏi được không cô? Được. Thế có cần cách của dòng để ghi không cô? Ghi cái gì? Ghi B. À, con viết sang ngang đủ không con? Em thử đây. Chắc chắn là đủ. Rồi, anh Dũng đã hướng dẫn cho mình làm rồi này, cô vừa nhắc lại nhá. Giữ nguyên x chia 6. Bây giờ các con cộng cho cô. 7.254 cộng 5.438. Được bao nhiêu? Các con ghi xuống dưới ạ. Và sau đó thực hành tính tương tự như phần A, tìm số bị chia đúng không? Cường đợi kết quả của các con nhé. Ngọc Diệp, Công Huân, Long Vũ, Khương Duy, Hồng Giang. Rồi, rất tốt, chưa bạn nào sai cả.
Em gửi kết quả rồi nha. Cô Huy, cô Huy nhắn cho cô Hương kết quả cuối cùng đi. Ồ, cô nhận được một kết quả khác rồi này. Mai An thử tính lại đi con. Cô vừa nhận được, cô đọc lại những bạn cô vừa nhận được kết quả nhớ. Ngọc Diệp, Công Huân, anh Long Vũ, anh Dũng, Khương Duy, Hồng Giang, Hoàng Long. Mai An tính lại. Cô Huy tính lại cho cô gần kết quả cuối cùng. Còn Gia Hân, Ngọc Diệp, Bảo Trâm, Gia Hưng. Phép tính này các con cần phải thực hiện hai thao tác nên là sẽ lâu hơn một chút. Rồi, cô nhận được kết quả của Quốc Huy rồi. Gia Hân tính lại đi con. Rồi, cô Hường xin mời Bảo Trâm xong chưa? Gia Hân tính lại đi. Ngọc Diệp gửi kết quả cho cô chưa? Ok. Con gửi cho cô rồi mà cô. Cô vừa nãy cô vừa đọc tên con mà. À, ở đây. Vậy là còn còn mỗi Gia Hưng thôi đúng không? Bây giờ cô Hường sẽ mời một bạn thực hiện trình bày giúp cô Hường phần B nào. Cô mời Gia Hân. Thưa cô là x chia 6 bằng 12.692. Rồi. X bằng 12.692 nhân 6 ạ. Bằng bao nhiêu? Con chưa tính xong ạ. Tiếp theo cô mời bạn nào cho cô kết quả nào? Hồng Giang. Hồng Giang. Con thưa cô bằng 76.152 ạ. Rồi, cô cảm ơn con. 76.152. Là những bạn có kết quả là 76.152 được cô Hường cộng 5 điểm. 5 điểm gồm có Quốc Huy, Anh Dũng, Mai An, Hoàng Long, Hồng Giang, Khương Duy, Long Vũ, Công Huân, Ngọc Diệp. Rồi, xong. Các bạn bạn nào chưa xong thì chúng mình viết vào giúp cô Hường nhé. Cô Hường để chúng mình hơn 5 phút để thực hiện xong một phép tính. Mà 5 phút mới xong một phép tính là thời gian hơi lâu đấy nhá. Chúng mình cố gắng. Và bây giờ cô Hường có một trò chơi nho nhỏ như sau. Trò chơi nho nhỏ như sau này. Cô sẽ, một bạn sẽ được chọn, một bạn trong lớp mình sẽ được chọn và bạn đó sẽ có quyền là đặt một phép tính nhé, đặt một phép tính và
sẽ đặt một phép tính nhân này và sẽ chỉ định kỳ một bạn nào đó trong lớp mình để thực hiện phép tính đó. Nếu mà thực hiện phép tính đúng thì được quyền chỉ định người tiếp theo làm phép tính của mình. Các bạn có yêu cầu của cô chưa? Cô cho đi vệ sinh ạ. Em nói cái này không được chỉ quyền lại cái lúc ấy người mình mà chỉ quyền là cô. Hả? Có được chỉ lại cái người mà lúc ấy mình chỉ không? Không. Mình cố gắng là chỉ người khác nhé, để các bạn trong lớp của mình đều được trả lời, được chưa? Cô Hường nhắc lại cách chơi nhá. Cô Hường sẽ chọn một bạn đầu tiên ngồi đẹp và ngoan nhất. Sau đó bạn đó có quyền được đặt một phép tính và chỉ định một bạn bất kỳ trong lớp để làm. Nếu bạn đó thực hiện phép tính đấy đúng thì được quyền chỉ định bạn tiếp theo làm một phép tính do mình đặt, được chưa? Và bắt buộc phải là phép tính nhân. Lưu ý không đặt những số quá là to như 9999 nhân 9 ạ. Cô cho đi vệ sinh ạ. Rồi. Ngồi đẹp và ngoan ạ. Nào, xem ai ngồi đẹp nhất nào. Nghiêm túc từ nãy giờ còn cô thấy có bạn Cúc Huy. Nào, xin mời Cúc Huy thực hiện đặt phép tính đầu tiên và chọn bạn tính phép tính của con nào. Con ơi, cô, phép tính của con là 1262. 1262. Rồi. Cộng nhân. Nhân cô ơi, cô năm, mẹ em có cái pin rồi, cho em thoát ra rồi em vào bằng máy tính được không cô? Được. Rồi nhân với bao nhiêu? Con nhân với 5 ạ. Rồi, nhân với 5. Rồi con mời bạn nào nhỉ? Con mời bạn Công Huân ạ. Rồi, cô xin mời Công Huân thực hiện thử thách từ Quốc Huy nào. Em nhân luôn trực tiếp trên này được không cô? Ừ, nhân luôn. Em thấy cô là 2 nhân 5 bằng 10, biết không nhớ 1. 6 nhân 5 bằng 30, biết nhớ 1. Nhớ 3. 2 nhân 5 bằng 10. Nhớ 3 vào là 3. Nhớ 1. Biết 3. Viết 3 nhớ 1. Viết 3 nhớ 1. 1 nhân 5 bằng 5 nhớ 1 toàn là 6 ạ. Đọc to kết quả nào. Em nói cô là 1262 nhân 5 bằng 6310 ạ. Rồi, phép tính này quá dễ đúng không? Nhưng mà cô Hường lưu ý là đây là số có 4 chữ số đúng không? Bài hôm nay chúng mình học là số có 5 chữ số. Thì các bạn lần sau chúng mình đặt thì chúng mình phải đặt các số có 5 chữ số nhân với số có 1 chữ số nhé, chưa? Rồi, khen Công Huân. Xin mời Công Huân. Để em tí. Em suy nghĩ ở đây, đấy bắt đầu lại. Đợi em hơi khó nghĩ. Rồi, ôi, nào, cho 10 giây thôi ạ. 65.742 65.742. Rồi, nhân với mấy ạ? Nhân với mấy? 5. Nhân với 5. Ok. Xin mời. Con chọn ai? Chắc chắn là Hoàng Long rồi. Cho bạn Hoàng Long đi. Lấy biết ngay mà. Xin mời Hoàng Long nào. Em một chút nhé cô. Các bạn khác chúng mình cũng có thể tranh thủ thực hiện tính phép tính của bạn Công Huân. Nếu mà có kết quả đúng nhắn vào ô chat thì cô Hương vẫn cộng điểm bình thường luôn. Nhá, vẫn cộng điểm bình thường luôn. Lúc nãy công đấy, tích cực làm phép tính của các bạn ở trên màn hình, cô Hương cũng cộng điểm luôn. Thế em làm phép tính của bạn Quốc Huy xong. Lúc nãy Công Huân cũng được 5 điểm và cũng tặng cho Quốc Huy 5 điểm luôn. Quốc Huy giờ học nào cũng rất là ngoan luôn. Đấy, các bạn mà chúng mình không được gọi thực hiện phép tính mà chúng mình thực hiện phép tính và nhắn vào ô chat cho cô nhé, cũng được cộng điểm ạ. Nhưng mà các con phải nhắn trước khi bạn Hoàng Long trả lời cơ. Nếu bạn Hoàng Long có đáp án đúng rồi thì chúng mình mới nhắn thì sẽ không được cô Hoàng cộng điểm đâu. Em cũng chưa chắc kết quả của em đúng, nhưng mà đây là kết quả của em. Nào, xin mời Hoàng Long. 328530.
Đọc kiểu gì đấy con? Số con 6 chữ. Em đọc số 6 chữ số. Nào, bao nhiêu? Đọc số ở cuối cùng, đọc số cuối cùng nào? Không này, bao nhiêu? 0 3 5 8. À, đọc từ dưới lên, không. 3 gì? 3 5 8. Lại 3. Sai rồi cô. Sai rồi. Không, sai rồi. Con đọc là kết quả đúng là Từ. Ô. Nào xin mời Hoàng Long đọc lại nào. Đọc từ dưới lên con. Không. Của em là không. Không. Ừ. Tiếp theo. Em cho cô là 1 ạ. 1 rồi đấy, đúng rồi. Tiếp theo. Em thưa cô là 7 ạ. 7 rồi. Em tiếp theo là 10 viết không nhớ 1 ạ. 10 viết không nhớ 1. 30 nhớ 1 và là 31 đúng không? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn Hoàng Long. Phép tính này của Công Quân là hơi khó đấy nha. Con nhận đúng không cô? Rồi, bây giờ cô Hoàng xin... Cô Hoàng xin cộng điểm vào những mục sau. Hồng Giang 5 điểm, Gia Hưng 5 điểm, Gia Hân 5 điểm, Mai An 5 điểm. Đó, ui các bạn giỏi thế nhở. Nào thì bây giờ cô Hương xin mời một trong những bạn có kết quả đúng thực hiện tính cho cô nào. Cô Hương xin mời một trong... Cô Hương mời Gia Hưng. Con thưa cô. 5 x 2 bằng 10 ghi không nhớ 1. Ừ. 4 x 5 bằng 20 thêm 1 bằng 21 ghi 1 nhớ 2. Ừ. 7 x 5 bằng 35 cộng 2 bằng 37 ghi 7 nhớ 3. 3, ok nhớ 5 3. 5 x 5 bằng 25 cộng 8 bằng 28. 25 nhớ cộng 2. 3 và là 28. Đó. Vâng. Con nói là nhớ 5 2. X 5 bằng nhớ 2. 6 x 5 rồi, 6 x 5 bằng 30 cộng 2 và là bằng 32, mình viết luôn 32. Ok. Vâng, vậy đọc kết quả đây là số hơi to đúng không? 328.710. Thế vậy là bây giờ là Hoàng Long có câu trả lời chưa đúng thì Công Huân lại được tiếp tục gọi một bạn nữa. Và Công Huân đừng đồ phép tính này hơi khoai nhỉ? Hơi khoai đấy. Tiếp tục xin mời Công Huân nào. Lần này đúng cho xuống lần... dễ hơn. Lần này chọn một bạn con gái nhá. 36.000. Lại thấy bắt đầu rồi, 36.000. Ừ, 735. 35 nào, nhân với mấy ạ? Nhân với 6. Lại 6 rồi, thôi số bé đi con. 3. Nhân với 3 rồi, mời con gái đi ạ. Cho bạn này ạ. Cho bạn Mai An rồi, xin mời Mai An. Cô chờ con tính một tí. Con mời con tính luôn trên màn hình của cô Hương ạ. Con thưa cô là 5 x 3 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, 9 thêm 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 7 x 3 bằng 21 thêm 1 là bằng 2. 3 viết 2 nhớ 3 viết 2 nhớ lại... 2. Ừ. 6 6 x 3 6 x 3 bằng 18 8 18 thêm 2 bằng 20 viết không nhớ 2. Ừ. 3 3 x 3 bằng 9. 9 thêm 2 bằng 10. 11. Rồi,
Con đọc to kết quả cho cô nào. Số lại Con to cho cô rồi. là 110.000. 110.000 Linh. 205. Rồi, cô cảm ơn con. Cộng cô con 5 điểm em ạ. Cố gắng giảm đi bé rồi. Rồi, sao Ngọc. Thế Tặng cho Hồng Giang 5 điểm. Hồng Giang tính cũng rất là đúng. Bởi vì cái số đầu của con nó cũng với số đầu, cái số đầu và phân số này nó và cái thừa số thứ hai này nó bằng nhau thì và các số sau của con nó rất là to. Nếu mà các số đằng sau của con nó bé thì kết quả nó không bị giành lên. Rồi mời Mai An đọc phép tính và chỉ định một bạn trong lớp mình nào. Cô Hường mời Mai An đọc kết phép tính của mình và chỉ định một bạn trong lớp nào. Nào, Mai An đọc bất kỳ phép tính nào con nghĩ được. Miễn là số có 5 chữ số. Nào, mình bắt đầu là một đi. Cô mời Mai An. Con thưa cô là 2.000. Ừ. 21.500 Ừ. 26 nhân 3 Nhân 3. Rồi, con chỉ ai thực hiện phép tính của con nhỉ? con thưa cô là Hồng Giang. Ừ, con mời Hồng Giang. Các bạn khác chúng mình cũng có thể thực hiện và gửi kết quả vào ô chat nha. Con thưa cô bằng 64.578 ạ. Úi giời, sao con tính nhanh vậy? Hả, Hồng Giang. Nào, xin mời Hồng Giang thực hiện nhân từng chữ số một nào. 6 nhân 3 bằng 18 viết 8 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6 nhớ 1 là bằng 7 ạ. Ừ. 3 nhân 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 nhớ 1 là bằng 4. 3 nhân 2 bằng 6 ạ. Rồi, con đọc to cho cô Hường nghe kết quả nào. Con có kết quả là 64.578 ạ. Rồi, cảm ơn con. Tặng Hồng Giang 5 điểm. Mời Hồng Đúng Giang đọc phép tính của ra là mình. em cũng tính xong trước bạn đấy rồi đẹp rồi ạ. Rồi, Đúng ra ok. em Tặng cũng tính 5 xong điểm cho Công trước bạn đấy Huân, rồi. Long Vũ, Hoàng Long. Rồi, xin mời Hồng Giang nghĩ phép tính của mình và chỉ định một bạn nào. Mời Con con. thưa cô là phép tính 12.061 nhân 4 ạ. 12.000 06 nhân 4 ạ. 61 nhân 4. Con mời ai? Con thưa cô mời bạn Ngọc Diệp ạ. Mời Ngọc Diệp nào. Trời ơi, có những chàng trai vẫn đang bị bỏ quên đúng không? Nào, những chàng trai Long Vũ, Hương Duy có thể tính và nhắn kết quả vào ô chat nào. Xin mời Ngọc Diệp. Con thưa cô 4 nhân 1 bằng 4. Ừ. 4 nhân 6, 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2, 4 nhân 0 bằng 0, 0 nhớ 2 bằng 2, viết 2. Ừ. 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. 4 nhân 1 bằng 4, viết 4 ạ. Con đọc Kết to kết quả quả nào. bằng 48.244 ạ. Rồi, cảm ơn con. 5 điểm cho Long Vũ, 5 điểm cho Quốc Huy, 5 điểm cho Gia Hân, 5 điểm cho Hoàng Long và 5 điểm cho Công Huân. Hết ạ. Rồi, bây giờ chúng mình cùng quay lại cái phần bài ngày hôm nay nhá. Chúng mình có thích chơi cái trò chỉ định này không? Có hồi Con hộp hay xem là vật bạn có lý gọi. lớp 10 điểm. Có hồi hộp mà nghĩ là bạn có chọn mình không? Nhưng mà chúng mình bây giờ chúng mình đến với ví dụ 3 nào. Cô Hường mời một bạn đọc cho cô Hường ví dụ 3. Ngoan, tí nữa cô Hường sẽ cho chơi chơi đúng không? Nào, đọc cho cô Hường ví dụ 3 nhá.
Cô mời Long Vũ đọc to nào. Hôm nay giọng cô thường khản quá. Em thưa cô là lần đầu người ta chuyển 27.150 kg tóc vào kho. Lần sau chuyển được số tóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kg tóc ạ? Con cảm ơn con. Cô mời Khương Duy đọc lại đề bài nào. Em thưa cô là lần đầu người ta chuyển 27.150 kg tóc vào kho, lần sau chuyển được số tóc gấp đôi lần đầu, cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kg tóc? Cô cảm ơn con. Nào cho cô Hường biết, lần một người ta chuyển bao nhiêu kg tóc vào kho? Mời Hồng Giang. Hồng Giang, cho cô Hường biết, lần một người ta chuyển bao nhiêu kg tóc vào kho? Cô ơi, bài này có làm vào vở không cô? Có. Lần một người ta chuyển 27.150 kg tóc vào kho ạ. Rồi, lần hai chuyển như thế nào so với lần đầu? Lần hai người ta chuyển gấp đôi lần đầu ạ. Gấp đôi ở đây tức là gấp mấy? Gấp 2 ạ. Chính xác, gấp đôi ở đây chính là gấp 2 đúng không? Đề bài hỏi gì ạ? Đề bài hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kg tóc ạ? Cô cảm ơn con. Vậy theo các con, chúng mình sẽ đi tìm cái gì đầu tiên nhỉ? Với cái dạng bài này, mời bạn Bảo Trâm. Mời Bảo Trâm cho cô Hường biết là mình sẽ đi tìm cái gì đầu tiên. Em đưa cô là... Em đưa cô là tìm... Số tóc chuyển được ở lần thứ mấy ạ? Số tóc chuyển được ở lần thứ 2 ạ. Vâng ạ. Xin mời các bạn tìm cho cô Hường số tóc chuyển được ở lần thứ 2 là bao nhiêu? Khi biết là lần 2 chuyển gấp đôi lần đầu, mà lúc nãy Hồng Giang cũng đã nói rồi, gấp tức là gấp 2 lần đúng không? Vậy thì chúng mình chỉ cần lấy số tóc ở lần 1 nhân với 2 thì sẽ tìm được số tóc chuyển ở lần 2. Cô Hường xin mời các con viết vào vở ôn ly nào. Một bạn đọc giúp cô Hường lời giải số 1. Mời Quốc Huy. Cảm ơn cô. Lời giải số 1 là Lần sau chuyển được số tóc số kg tóc là rồi, số tóc kho là. Rồi. Phép tính là gì Huy nhỉ? Cảm ơn cô. Phép tính là 27.150 nhân 2 bằng bao nhiêu? Đúng rồi. Cô Hường xin mời các con tính giúp cô ạ. Cô ơi, có cần nhắn kết quả cuối cùng không cô? Nhắn cho cô gần kết quả phép tính đầu tiên cũng nói trước nhé.
Cô ơi, cô ghi nhầm 26 này. Cô ghi nhầm 27 đến 26 rồi. Đây đây đây, cô thấy rồi, cô cũng đang định sửa đây. Cô vừa nhận được kết quả từ Ngọc Diệp, Công Huân, Hồng Giang, Bảo Trâm. Nào, Hoàng Long tính ra kết quả chưa? Hoàng Long đọc to kết quả cho cô vừa nghe nào. 27.150 bằng bao nhân 2 được bao nhiêu? Em được cô là bằng 5.543 ạ. Đọc lại ạ. Em thưa cô là 543.000 ạ. Sao cô? Sao lại 543.000? Em 543.000 hay là 54.300? 54.300 ạ. Vâng ạ. Và cô nghe khoảng nó không rõ gì nhỉ, nó cứ bị kiểu vấp vấp ấy. Tiếp theo, lời giải số 2, cô mời Gia Hưng đọc giúp cô gần nào. Con thưa cô, cả hai lần chuyển vào kho được 9 kg thóc là. Cả hai lần chuyển vào kho được số thóc là, đúng không? Phép tính gì ở đây nhỉ Hương nhỉ? 27.150 cộng 54.300 kg gạo bằng. Tính nhé cô. Ok, xin mời các con tính. Bạn nào tính xong rồi thì ghi kết quả, gửi cho cô gần kết quả vào ô chat. Sau đó thì các con ghi đáp số nhé. Xong rồi cô ơi. Quá tuyệt vời. Mời các nhắn vào ô chat nào. Quá dễ đúng không? Em nhắn luôn rồi cô ơi. Nhắn luôn rồi á? Nhà Long Vũ nhắn đầu tiên luôn. Rồi, cô Hường khen Bảo Trâm. Bảo Trâm tính cũng nhanh hơn rồi. Gia Hân đâu nhỉ? Cô Hường không thấy Gia Hân ở trước cam. Đây, 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 đây. Đang làm bài đây. Có Khương Duy đang ở rạp chiếu phim à? Công Huân, rồi. Mời Long Vũ đọc to cho cô kết quả của con nào. Em chưa cô kết quả của em là 81.450 kg. Rồi các con ghi vào giúp cô. Bạn Công Huân, bạn ấy cũng đang trong rạp chiếu phim kìa cô. Ở đâu bạn ấy đang trong rồi, máy. Bạn nào viết xong rồi để chúng mình cô Hường sẽ gọi những bạn sau dư vở cho cô nhé. Ngọc Diệp dư vở ạ. Sau Ngọc Diệp là Gia Hưng. Rồi khen Ngọc Diệp chữ rất đẹp. Mời Gia Hưng. Dương đã viết bài chưa? Ôi trời ơi. Hưng viết xong bài chưa Hưng? Không thấy Hưng đâu. Sau Gia Hưng là Gia Hân. Gia Hân là ai cô? Rồi, khen Gia Hân chữ rất đẹp. Tiếp theo, sau Gia Hân là Công Huân. Sau Công Huân là Bảo Trâm. Khi cô nhắc chuẩn bị thì chúng mình
sau cô nhắc, khi cô nhắc chuẩn bị thì chúng mình sẽ tắt đèn luôn và dơ vở lên nhé. Rồi, cô thấy cuộc công văn rồi, viết chữ cẩn thận hơn nhé. Mời Bảo Trâm dơ vở. Khen Bảo Trâm rất nhanh nhẹn. Mời Hồng Giang, sau Hồng Giang là Mai An. Sau Mai An là em đúng đi cô. Rồi, khen Hồng Giang. Mời Mai An dơ vở ạ. Sau Mai An là Long Vũ. Rồi, cô nhìn thấy bài của Mai An rồi. Mời Long Vũ dơ vở lên. Ôi trời ơi, cô thấy của Long Vũ rồi. Tiếp theo, sau Long Vũ là Hồng Hồng Giang. Con dơ rồi mà cô. Ô, con dơ rồi à? Mời Gia, Gia Hân cũng dơ rồi đúng không? Mời Hoàng Long nào. Sau Hoàng Long là Quốc Huy. Sau Quốc Huy là Khương Duy ạ. Nào dơ lên cô xem trình bày và vở thế nào. Ừ rồi, vâng. À, lúc nãy là con nháp ra bìa vở này đúng không? Đâu cô vở mời khác hả? Mời Quốc Huy. Khương Duy chuẩn bị rồi kìa. Khương Duy tắt cái mờ mờ đi con. Rồi, cô khen Quốc Huy. Mời Khương Duy. Rồi, rất đẹp. Ôi, dạo này chữ đẹp thế. Dạo này chữ Duy đẹp ghê nhở? Có tiến bộ. Khen Khương Duy ạ. Thôi bây giờ cô Hường xin mời các con mở giúp cô Hường sách toán tư duy Edison ra. Cô ơi. À, thôi, cô sẽ tích bài thôi. Chắc là không kịp thời gian để làm rồi. Cô sẽ tích bài thôi, mở cho cô Hường sách toán tư duy Edison. Ơi. Em đã làm hết bài hôm nay rồi. Đấy, làm hết rồi mà không bao giờ chịu gửi cho cô. Em gửi mà cô. À, bài hôm nay á? À, bài hôm thứ hai cô. Con gửi lúc nào? Buổi chiều cô vào thì cô thấy bài, bảo là buổi chiều cô vào thì cô mới thấy bài của công văn thôi. Thế chắc con mới gửi buổi tối đúng không? Alo? Hay là hôm qua cô vào thì, bảo là hôm qua cô vào thì cô mới thấy bài của công văn thôi. Bài hôm thứ hai đúng không? Chẳng nghe thấy gì luôn ấy. Bài hôm thứ hai cô. Con bảo là con làm hết bài nào rồi. Em làm hết bài ngày hôm nay với cả bài ngày hôm qua rồi. Ừ, thế bài ngày hôm qua thì gửi lên link hôm qua, còn bài hôm nay thì cô Hường chưa gửi link đúng không? Đó. Ừ, thế rồi về nhà nhá, quanh vào cho cô Hường này đấy, chuyên gia làm trước bài luôn. Lần một làm nhầm lần một làm nhầm có thể bỏ qua, lần hai thì không tính là làm nhầm nữa. Làm giúp cô Hường bài 1, bài 2, bài 5 nhá. 1, 2 và 5. Ừ. Bài 3, bài 4 chúng mình có thể làm bổ sung thêm, bởi vì bài 3, bài 4 rất là dễ. Bài 1, bài 2, bài 5 là bài bắt buộc, nhớ chưa? Khoanh vào. Khoanh vào. Đấy. Các con có thể khoanh vào cho cô. Được chưa? Cô làm link chưa cô? Có link rồi. Mà tí nữa học xong cô mới gửi chứ. Và bây giờ cô Hường sẽ gửi cho chúng mình trò chơi nhá. Bài hôm nay rất là dễ đúng không? Bà lóc kít. Xin mời các con tắt mic ạ. Em hơi bị ngứa mắt. Blockit mạng của cô yếu lắm nên là cô không vào được ấy lắm mình ạ. Để đợi khi nào ví dụ mạng nó đỡ hơn thì cô cho chúng mình chơi nhá. Tại vì cái phần mềm Blockit cô còn không vào được cơ, không lấy cho chơi được.
Và cô cần gửi link đây ạ. Nào, top 5 nhá. Top 5 sẽ được cộng 10 điểm ạ. Top 5 cộng 10 điểm. Cố gắng nhá các con. Cô Hường nhắc lại nhá, đứng trong top 5 được 10 điểm nhá. Tức là 5 bạn đầu tiên thì cô Hường sẽ cộng cho mỗi bạn 10 điểm. Cô Hường xin mời các con vào trò chơi ạ. Nhanh nhanh nhanh. Cô có trả vào đấy cô ơi. Có thử vào lại lần nữa đi. Con bấm link của cô rồi nhưng mà trả vào được cô ơi. Thế bấm lại lần nữa nào. Con bấm nhiều lần không được cô. Bạn nào chưa vào được thì chúng mình cứ vào đi nhá. Hình như là cái phần này hôm nay là để thời gian. Có thời gian nó chỉ cho phép bao nhiêu phút để chờ thôi hay sao ấy. Mở nhạc lên đi cô. Hấp dẫn à? Nghe nhạc hấp dẫn đúng không? Yeah.
Rồi, có bị nhầm linh một chút xíu xíu. Rồi, thế thì cô Hường sẽ vì sự sơ suất của cô nên cô Hường sẽ hai cái linh nó chèn vào nhau. Thì bây giờ cô Hường sẽ đền bù cho các con mỗi bạn được 10 điểm nhá. Rồi, tặng riêng mỗi bạn được 10 điểm nào. Bây giờ bù lại một linh khác nào. Các con có muốn chơi lại không? Có. Là hai khác. Không. Rồi, hai cái linh. Đây đại cô. Đại cô sẽ cho các